body gắt quá bé ơi. Body Kim Kim quá gắt nha. Mọi người đừng thả tim nữa mọi người, đừng thả nữa. Ôi mình chỉ muốn ngắm nhìn em bé của mình thôi. And then India. Body của anh có muối rồi. À, xịn quá, body của Duyên này có muối rồi, xịn quá nè. Cái muối này mình không bao giờ nghĩ là Kim Duyên sẽ lộ như vậy đâu nha. Và bây giờ cuối cùng Kim Duyên cũng có muối. Quá xinh đáng yêu. Bé này giỏi lắm luôn á nha. Thật sự là mình rất là nể. Bởi vì những gì mà Kim Duyên nỗ lực và làm được. Vì My đã biết Kim Duyên khá là lâu và biết những cái khó khăn ban đầu của Kim Duyên khi mà Kim Duyên vẫn còn tròn ẩm nha. Đó là một sự nỗ lực rất kinh khủng đó mọi người. Từ body cho tới cách thể hiện cho tới những cái tiếng Anh. Mọi người thấy Kim Duyên là Kim Duyên sửa từng chút đó. Và trong thời gian rất là ngắn cộng với dịch bệnh đó. Đáng yêu quá à. Quay một số các thí sinh khác cho mọi người coi. Các cô gái của chúng ta. Mình có thể lên ghế trên ngồi được không crush? Thật sự là không thích áo choàng.